Hôm nay ở nhà quay đàn cá đang được 1 tuần tuổi cho anh em xem. Tính đến ngày hôm nay thì tỷ lệ sống trên 99%, hầu như mới lác đác chết khoảng vài con, mỗi bể 1-2 đến 3 con là cùng thôi. Cá thì cũng tương đối phân hóa, đã có con rỉa được giun rồi mà cũng có những con còn khá bé. Rồi, đây có một con khá to này, để anh xem. Đó. Đây là trọng thứ hai. Cá tương đối đông nên mình tách vào nhà mấy chậu. Đây, 2 chậu này thì đông hơn 2 chậu kia rất là nhiều. Chắc là mỗi chậu này ít nhất phải được từ 500 con trở lên, khả năng còn đến 1.000 con. Cái chậu này nữa, mình rất hy vọng cái đàn này sau rất nhiều sự thử nghiệm thì mong muốn là tỷ lệ sống của nó phải đạt được từ 80 đến 90%. Và tính đến ngày hôm nay thì cũng khá là hy vọng, bởi vì là cá hầu như là cũng chưa chết mấy, chó ăn bắt đầu có những con đã rỉa giun này, đã xé đứt được con giun mà ăn. Cảm ơn anh em đã xem clip.